không tấn công lãnh thổ của nhau à? Tiến sát vào nhau. Tấn công lãnh thổ của nhau. Sai luật. Tấn công mạnh mấy nó tấn công mạnh mà. Như thế không phải tấn công. Thế anh cọ làm sao tìm cái chui vào trong, chui sang bên kia được?